cho cái lá thơm vô. Ăn không? Ăn không? Ăn không? Đi ăn không? Ăn không? Ăn đi lấy nữa nè. Ừ, ăn đi. Lần đầu tiên vô tiệm Nhật mà. Nó có mấy cái chòi cho người ta vô. Nếu mình bút thì mình chui vô mấy cái chòi đó mình. Keep it out. Stay ready to check on it.